Bởi vì nó là thật. Vâng, nó là cảm xúc thật. Anh học xong ra trường, anh làm trái ngành 2 năm. Nếu mà để mà mở xưởng thì thật ra quyết định rất là nhanh. Quyết định sau một đêm. Một đêm ạ? Hai vợ chồng bàn bạc với nhau trong vòng một đêm. Tâm lý thì chưa mở thì rất là hăng, nhưng mở thì cũng rất là lo. Nhưng mà mọi sự cố gắng thì các bạn cứ yên tâm là nếu mà khi mình cố gắng thì tất cả mọi cái của mình sẽ đạt được. Xin chào tất cả mọi người, hôm nay Bảo Ngọc không có mặt ở trường dạy nghề Thanh Xuân. Cô giới thiệu cho mọi người về khóa học sửa chữa ô tô, sửa chữa xe máy, điện lạnh, điện tử, hay điện dân dụng nữa. Chúng ta sẽ cùng Bảo Ngọc đến với gara ô tô Bảo Minh. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Giang, chủ gara Bảo Minh, để lắng nghe câu chuyện khi anh vào nghề như thế nào, những khó khăn thuận lợi anh đã gặp phải ra sao, và những cơ hội nghề nghiệp của các bạn học nghề sửa chữa ô tô sẽ như thế nào trong tương lai. Và đặc biệt trong câu chuyện ngày hôm nay, anh Giang sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn, những ai muốn theo đuổi nghề sửa chữa ô tô, những mẹo nhỏ để tăng lương nhanh trong vòng 1 năm nhé. Và ở bên cạnh Bảo Ngọc đây là ai, chúng ta sẽ cùng nghe anh chia sẻ nhé. Anh giới thiệu một chút về mình với mọi người nhé. Mình tên là Giang, mình quê gốc ở Thái Bình. Mình lên đây từ ngày từ năm 2002 đến bây giờ. Gara của mình là hoạt động được lâu chưa anh? Mình mở gara ở về bên này là được 9 năm rồi. Dạ, 9 năm cũng là một thời gian khá là lâu rồi. Thì anh có thể là chia sẻ một chút với em cũng như là mọi người là sau khi mà anh học về sửa chữa ô tô xong thì mình đi làm khoảng bao lâu để mình tích lũy được đủ kinh nghiệm cũng như là đủ cái lượng kinh tế và tài chính để mở một cái gara cơ ngơi như này ạ? Khi ra trường thì lúc bây giờ lương của mình nó rất là thấp, nên là còn nếu mà để về đúc kết về kinh nghiệm thì chắc để mở một cái gara thì nếu các bạn mà có nhiều tiền thì cũng chỉ mất khoảng tầm 2-3 năm là các bạn mở được rồi. Đấy là bố mẹ có tiền, còn nếu mà mình không có tiền thì chắc cũng phải mất khoảng tầm 5 năm. Thời gian đầu mở gara thì mình sẽ có gặp những cái khó khăn gì không ạ anh? Lúc đầu mà mở thì tâm lý thì chưa mở thì rất là hăng, nhưng mở thì cũng rất là lo. Nhưng mà mọi sự cố gắng thì các bạn cứ yên tâm là nếu mà khi mình cố gắng thì tất cả mọi cái của mình sẽ đạt được. Còn cái khó khăn thì cái khó khăn lớn nhất của mình là tìm được một cái mặt bằng ưng ý. Dạ vâng, cảm ơn anh. Vì hiện nay em thấy là có nhiều bạn cũng có mong muốn là theo đuổi về nghề sửa chữa ô tô, nhưng mà các bạn cũng có một chút e ngại là liệu không biết là mình không có những cái bằng cấp cao siêu gì cả, mình chỉ tham gia những cái khóa học nghề ngắn hạn thôi, thì không biết là liệu sau này ra ngoài đi làm thì mình có đáp ứng được cái đúng yêu cầu của nhà tuyển dụng hay không? Cái công việc về làm về sửa chữa ấy, thì thật ra là khi các bạn học cao thì là cái tốt, còn các bạn mà khi mà học qua trường lớp sơ cấp hoặc khi các bạn ra trường thì cái chính là cái nỗ lực của các bạn về sau này. Khi các bạn yêu cái nghề, các bạn bước chân vào cái nghề thì tất cả các nhà tuyển dụng sẽ luôn yêu chiều các bạn. Khi các bạn làm được việc thì cái đấy là lúc bây giờ không phải là nhà tuyển dụng chiêu mộ các bạn nữa, mà các bạn đặt được cái ngưỡng là các bạn sẽ tự đề ra là tôi được như thế này hay không. Dạ vâng. Và đứng dưới góc độ là chủ của gara hoặc là cũng là một nhà tuyển dụng, thì anh có thể chia sẻ với mọi người là tiêu chí để anh tuyển thợ riêng cho mình là như nào được không ạ? Thì cái tiêu chí của mình là thứ nhất là trong công việc thì mình thật thà, và có cái nữa là ham học hỏi. Và cái nghề này thì không được ngại bẩn. Vậy theo anh thì đối với các bạn là muốn theo nghề sửa chữa ô tô thì nếu như đang bắt đầu từ con số 0, có nên là mình ra ngay gara mình học thay vì mình đi học ở trường không ạ? Các bạn nên đi học qua trường lớp, dù ngắn hạn hay dài hạn, nên đi học. Và nhiều bạn cũng có cái đang băn khoăn là không biết là cái lộ trình sau khi ra trường thì cái mức lương của mình sẽ đạt được là như thế nào? Cái mức lương thì giả dụ như lương thì có thể là có cái mức lương đầu vào sơ khai cho các bạn, nó ở ngưỡng khoảng từ 3 đến 5 triệu. Còn cái mức lương về sau này thì đấy là sự phấn đấu của các bạn. Có thể là 6 tháng đến 1 năm khi các bạn cố gắng là đã được tăng lương rồi. Đấy, còn cái mức lương trung bình của ngành ô tô thì nó rơi vào khoảng từ 12 đến 15 triệu. Còn cao hơn nữa là khoảng tầm 20-25 triệu thì cái đấy thì là tùy theo năng lực của mỗi người. Và anh có thể là chia sẻ một số những cái bí quyết hay là những mẹo nhỏ làm sao để cho các bạn nào cùng học sửa chữa ô tô cũng như là thợ đang làm sửa chữa ô tô sẽ có những cái lộ trình làm việc làm sao để trong vòng 1 năm mà có thể tăng lương nhanh nhất được không ạ? Cái đấy thì các bạn khi các bạn ra trường thì các bạn là nên chịu khó một chút. Có thể là mình nghỉ muộn một chút. Mình cố gắng trong công việc, mình tìm hiểu, và có thể có những cái các bạn nên đọc sách nhiều hơn. Cái ngành nghề này thì giả dụ như sách vở người ta cũng có rất là nhiều.
có những cái vấn đề hôm nay bạn tìm hiểu về cái xe, bạn nhìn về cái xe nó như thế này, một ban bệnh hôm nay ở xưởng đang gặp, có thể về bạn sẽ tìm hiểu về sách vở, hôm sau bạn có cái hướng xử lý bạn, bởi vì sao bạn đã làm ở xưởng và bạn biết cái bệnh đấy như thế, bạn lên trên mạng bạn tìm hiểu sách vở, ngày hôm sau bạn có cái hướng giải quyết nó nhanh hơn. Đấy cũng là cái trao dồi cái kiến thức của bạn để nhanh nhất, để có tiền nhanh nhất và để có mức lương tăng nhanh nhất. Dạ vâng. Dạ. Nếu mà mình làm trong những cái lĩnh vực ô tô thì ở Việt Nam mình cũng có rất là nhiều dòng xe nhập khẩu. Thì không biết là đối với bản thân người thợ sửa chữa ô tô thì có phải cần giỏi ngoại ngữ không ạ? À, cái ngoại ngữ thì thật ra không cần phải quá giỏi. Dạ. Thế nhưng ít nhất là các bạn phải đọc được cái ngoại ngữ chuyên ngành, hoặc bây giờ tất cả các máy móc thì người ta cũng hỗ trợ phần mềm tiếng Việt thì cũng không quá lo lắng. Yeah. Thế nhưng nếu mà biết một chút về cái ấy thì khi mình tham khảo những cái trang mạng ở nước ngoài, mình có thể nghe không hiểu hết tất cả, nhưng mình có thể hiểu được sơ sơ cái những cái mà người ta nói, người ta chỉ. Dạ vâng. Dạ. À, anh cho em hỏi một chút là về cái phần quay lại với cái phần mà lúc mình mở gara, thì cái phần vốn mà để mình bỏ ra mình mở một cái gara, chủ yếu là ví dụ như là nếu mà mình chuyên về nội thất thôi thì mình sẽ mất khoảng tầm bao nhiêu? Về nếu mà làm chuyên về nội thất xe thì các bạn sẽ đầu tư vào khoảng tầm từ 200-300 triệu là các bạn có thể làm được về nội thất xe ô tô rồi. À dạ vâng. Thế nếu mà có nên những cái mảng về điện với cả máy gầm thì cái nếu mà các bạn mở một cái gara ô tô gọi là tạm hoàn chỉnh. Yeah. Thì các bạn vốn dự trù, vốn đầu tư ban đầu của các bạn sẽ rơi vào khoảng tầm 1 tỷ. 1 tỷ là dạ, vâng. Hợp lý. Dạ. À, vâng. Và trong cái quá trình hoạt động đấy thì theo anh thì cái lượng khách mà ra vào gara của mình nó có ổn định không, mà nó rơi vào trung bình là bao nhiêu khách trong một ngày anh? À, cái lượng khách ra vào thì nó rơi vào khoảng trung bình từ 15 đến 20 khách trong một ngày, tùy theo công việc họ làm nặng nhẹ. Còn nếu mà tính ra vào để làm những công việc nhẹ thì nó rơi vào, nếu mà để tính bình quân thì nó rơi khoảng tầm từ 15 đến 20 xe. Và ở hiện tại ở gara của anh thì em thấy là ở đây cũng có rất là nhiều bạn nhân viên. Thì không biết là hiện tại đang mức lương để chi trả cho các bạn nhân viên tự sửa chữa ô tô ở gara mình là như nào ạ? Mức lương cho các bạn từ thấp nhất cho đến cao thì các bạn, mức lương các bạn đang giao dịch từ khoảng từ 5 đến 20 triệu. Dạ. Có bạn nào ở đây là mình là mới ra trường và mình đang ở trong quá trình học nghề không anh? À có chứ. À có. Bởi vì cũng có 3 bạn là đang trong quá trình vừa thực tập xong và các bạn ấy cảm thấy yêu nghề và các bạn ấy xin ở đây được làm luôn. Dạ vâng. Dạ, tại vì là thực ra em cũng có đọc nhiều những cái thông tin ở trên mạng hoặc là những nhiều chia sẻ của các bạn đối với nghề sửa chữa ô tô, là cũng có ý kiến là đối với nghề sửa chữa ô tô hoặc là một số nghề khác, cái giai đoạn mới ra trường là giai đoạn mà các bạn dễ nản nhất, dễ muốn bỏ nghề nhất. Vâng ạ, thì em cũng muốn là anh sẽ có đôi lời chia sẻ động viên đến các bạn để các bạn có thêm động lực để mình có thể vượt qua cái giai đoạn đấy và có thể hướng đến những cái giai đoạn nó sâu hơn với nghề, xa hơn với nghề và hái quả ngọt được không ạ? Thật ra thì cái ngành ô tô là cái ngành mà khi ra trường đúng các bạn rất dễ nản, và ngay cả bản thân tôi cũng nản. Bởi vì khi tôi ra trường xong tôi cũng không xác định được rằng tôi sẽ theo nghề. Nhưng mà khi mình cảm thấy là mình cái khoảng thời gian, vì sao tôi khuyên các bạn là nên đi học để hiểu được, bỏ được cái cảm giác mà khi các bạn lại cảm thấy rằng là mình đã phí một năm mình đi học, thế tại sao cái nghề đấy mình không theo bây giờ, và cái nghề đấy bây giờ hiện tại bây giờ nó đang rất là phát triển và các bạn không lo bao giờ lo khi bạn có nghề, không bao giờ các bạn lo thất nghiệp, lúc nào các bạn cũng ở trên người chủ, bởi vì các bạn khi các bạn có nghề các bạn có thể lựa chọn được người chủ này hợp lý với các bạn hơn. Nên là tôi khuyên các bạn là cái khó khăn bước đầu tôi cũng đã từng trải qua. Thế nhưng mà mình, nếu mà mình để mình làm được việc, mình có thể là ai chẳng có ước mơ. Thế nên là các bạn cứ cái cố gắng của các bạn rồi sẽ đạt được cái ước mơ các bạn đặt ra thôi. Nên là tôi là một người cũng đã học và ra trường, và tôi khi tôi học trên ghế nhà trường tôi là người không thích nghề, nhưng bây giờ tôi lại làm nghề và tôi đã yêu nghề, đúng không ạ? Và tôi rất là yêu cái nghề này. Dạ. Vì sao? Nó bây giờ nó đang nuôi cuộc sống của chính bản thân tôi, gia đình tôi. Câu trả lời của anh vừa rồi rất là hay. Bởi vì nó là thật. Vâng, nó là cảm xúc thật. Anh học xong ra trường, anh làm trái ngành 2 năm. À. Bởi vì sao? Lúc bây giờ anh làm trái ngành, em phải hiểu là cái năm 2005-2006, anh đi làm cho công ty của bên Nhật. Là lúc bây giờ em bảo là cái ngưỡng lương 2006, anh vào nghề ô tô là người ta trả 600 nghìn. Anh đi làm mức lương 9 triệu một tháng thì sao anh chả bỏ. Đấy là cũng là một cái cám dỗ. Nhưng khi mà có một cái bước, bởi vì sao người ta trả cho mình những mức lương như thế thì đánh đổi lại mình cũng có cái gì đấy.
khi mà khi trong cái khoảng thời gian chững lại một khoảng thời gian là vì lúc bây giờ là anh nó cho đi nước ngoài mình không đi nữa, thì lúc bây giờ mình mới nghĩ là bảo thế thì thôi bây giờ còn cái nghề mình học ra thì tại sao mình không làm. Nên là anh mới từ mức lương như thế anh quay lại mức lương 800 nghìn một tháng, anh quay lại nghề. Đúng rồi, tại vì là hiện tại nhiều bạn bây giờ em thấy cũng như thế, ra trường các bạn thấy là cái mức lương của mình nó chỉ rơi tầm được 3 triệu 4 triệu, thay vì đấy các bạn lại đi chạy xe thì đúng các rồi. Bạn chạy xe ôm một tháng các bạn lại kiếm được mức lương 8-9 triệu chẳng hạn. Thế thành ra là các bạn bị cám dỗ theo cái dòng cái lương cao như thế là các bạn sẽ quay sang các bạn bỏ nghề. Thì cái đấy nó rất là dễ. Bây giờ như mình cũng bảo thế thôi, bây giờ tìm được một, nói thật với các bạn luôn là bây giờ tìm được một bạn học viên mà yêu nghề và để làm nghề ấy, nó cũng rất là khó. Vì sao? Cái cám dỗ của cái mức lương trước mắt nó rất là nhiều. Các bạn chẳng cần học hành gì cả, không phải bỏ phí một năm học, các bạn xách cái xe ra các bạn đi làm là cũng có 8-10 triệu rồi. Nhưng các bạn phải tính về cái vấn đề về lâu về dài. Sau này khi các bạn quá cái tuổi đó đi, các bạn nếu như lúc bây giờ các bạn khi các bạn bước chân vào nghề các bạn được 3 năm đến 5 năm các bạn đạt được cái ngưỡng lương 8-10 triệu hoặc hơn thế nữa, thì lúc bây giờ các bạn lại ở một cái cương vị khác, các bạn không phải là người chủ lúc bây giờ người ta rất cần các bạn đấy. Người chủ khi các bạn là đủ tốt thì người chủ đấy là cần các bạn, và bạn có thể là bạn sẽ tham khảo được rất nhiều chỗ trả cho các bạn mức lương rất là hậu hĩnh, nó còn hơn là cái công việc của bạn sẽ được ổn định hơn. Đấy, bạn không phải quá bon chen, không phải quá mon men ra kia, mà cái đấy trong công việc môi trường này nó là hoạt động nó rất là hòa đồng thoải mái, bạn được tiếp xúc với nhiều người, hoặc là có những thể khi các bạn vào nghề này các bạn có thể tiếp xúc được với rất là nhiều người, có những người người ta thật ra người ta rất là nhiều tiền và người ta giỏi hơn mình rất là nhiều, và người ta cũng sẽ có thể là có những cái định hướng cho các bạn, người ta trong những cuộc nói chuyện hoặc trong những cái khi người ta quý, người ta có thể định hướng cho các bạn được rất nhiều cái. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Mới đầu làm thì gara của mình là có anh với cả anh có để nhiều thợ không hay là... lúc đầu làm thì bởi vì sao là anh là người có nghề và anh đã cái mà tự tin nhất để mà làm xưởng ấy, mà mở cái xưởng ấy, thì là mình là người có nghề. Cái đấy mình sẽ tự tin hơn rất là nhiều. Cái việc là mình có rất nhiều tiền hoặc bố mẹ đầu tư cho tiền nhưng mình không hiểu gì về cái xe, mình không hiểu gì về nghề. Lúc bây giờ mình khi các bạn lúc bây giờ các bạn sẽ rất khó để tuyển những người thợ mà các bạn ưng ý. Bởi vì sao là bây giờ các bạn ấy không nắm bắt được gì về xe thì các bạn sẽ bị chính người thợ của các bạn quay. Còn nếu như bây giờ các bạn ở cái tâm thế là việc này các bạn thợ kia không làm được thì tôi sẽ là người làm. Và tôi ở đây là tôi là bao quát toàn bộ tất cả mọi cái. Tôi là người làm việc được tất cả mọi cái. Và tôi đã chấp nhận tất cả các rủi ro để tôi mở lên cái xưởng này, thì tôi không phải phụ thuộc vào các bạn, mà tôi phụ thuộc vào chính bản thân tôi và làm thế nào để khách hàng đến với tôi, chứ không phải phụ thuộc vào bất kỳ một người thợ nào. Cái lúc đấy là ở cái vốn nhỏ, mình đang nói là cái vốn nhỏ. Còn khi các bạn có vốn lớn rồi thì cái đấy nó là một sâu chuỗi, các bạn sẽ phân cấp ra những người này như thế nào, bạn không phải lo đến cái vấn đề nọ vấn đề kia nữa. Còn nếu những gara ở những cái mức quy mô nhỏ thì tôi khuyên các bạn là phải có nghề thì các bạn rất tự tin để biết về tất cả mọi cái. Có thể là bạn chỉ cần một mình bạn và một người phụ, một cái xưởng nhỏ bạn đầu tư vào khoảng tầm 200-300 triệu, nó chỉ sửa chữa thôi, 200-300 triệu các bạn cũng có thể tự làm được. Còn cái nghề này bạn thật ra thì làm cái gì cũng có công có lãi, mình lãi thật, mình làm thật, mình ăn thật, thì các bạn không bao giờ lo là các bạn bị bóc phốt hoặc bị thế nọ thế kia tất cả mọi cái. Bởi vì sao? Khi làm việc thì giá cả tất cả mọi cái nó là rõ ràng, thuận mua vừa bán. Tôi phải thế này mới có lãi. Đúng rồi, mình dám tự tin với chất lượng của mình thì mình phải đưa ra được mức giá hợp lý với cái chất lượng đấy, đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ vâng, tiền nào của nấy. Nếu mà để mà mở xưởng thì thật ra quyết định rất là nhanh. Quyết định sau một đêm. Một đêm ạ? Hai vợ chồng bàn bạc với nhau trong vòng một đêm thì đã quyết định mở một xưởng. Ngày xưa thì mình có làm chung, làm ăn chia, nhưng cái đấy thì nó không nói lên điều gì cả. Và quyết định dựng lên một cái xưởng riêng của mình thì chỉ sau một đêm. Sau một đêm. Và vâng, anh cũng là một người có một người vợ rất là tuyệt vời, vì chỉ sau một chồng chỉ suy nghĩ sau một đêm nhưng vẫn ủng hộ chồng mình mở một cái gara cơ ngơi to đùng như này, đúng không ạ? Thật thì mình không phải một cái, mình ở đây một cái, ngoài Lĩnh Nam một cái. À, ồ. Mình là hai cơ sở.
Ví dụ như là những cái giai đoạn đầu mình ít khách hàng này, hoặc là mình tìm giai đoạn đầu là mình là người có mình thuận lợi của mình. À, cái thuận lợi và cái khó khăn thì có thể cái thuận lợi là mình là người đã có tay nghề, mình chủ động được về tay nghề, còn cái khó khăn của anh ví dụ như là về khách à, rồi về dụng cụ các kiểu này nọ. Cái bây giờ cái khó khăn thì như mình nói chuyện với các bạn ấy, là giả dụ như bây giờ khi mà các bạn tìm được một cái địa điểm mở một cái xưởng nó hợp lý, thì mình đã bảo cái khó khăn lớn nhất của các bạn khi mở một cái xưởng là các bạn tìm hiểu cái thị trường ở quanh cái khu vực các bạn định mở xưởng đấy nó như thế nào. Còn bây giờ là cái nhất khi các người ta mở một cái xưởng rửa xe là tiện, làm ở đâu, khi mình đã có một cái lượng khách chỉ cần 2 lượng khách hoặc 3 khách hoặc 4 khách người ta chấp nhận, người ta vào người ta thử mình, thì từ cái thật và cái tốt đấy của mình nó sẽ lan rất là nhanh trong cái khu đấy luôn. Thế nên mình cái khó khăn, giả dụ như cái khó khăn đúng, cái khó khăn lúc đầu mình mở ra, mình tự tin. Tự tin là gì? Tự tin là mình có nghề, mình có thể làm được, mình có thể đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng. Và cái khó khăn, cái khó khăn đấy thì mình, cái đấy là mình cái tự tin. Còn cái khó khăn khi bạn mở ra, bạn không biết là chỗ này khách hàng này, chỗ này có ok không, có nhiều khách không, liệu người ta có đến với mình hay không. Nhưng cái vấn đề đấy bạn có thể gạt qua, chỉ cần 1-2 người khách khi bạn thấy người ta là làm, người ta làm, bạn làm việc ở đây, bạn người ta thấy bạn làm việc tốt, bạn chỉ, người ta chỉ cần vào 1-2 lần cái quảng cáo của họ cũng rất là tốt. Anh em bạn bè khi có lượng hoặc là bạn cứ nhân cấp số nhân lên, có 5-7 khách người ta đến với mình và cứ thế nhân lên dần dần. Và cái nghề này thì không thể là 1 năm hoặc nửa năm bạn có một đống khách được, bởi vì cả một quá thời gian bạn tạo dựng niềm tin. Với khi người ta vào làm rồi thì người ta sẽ tin. Tin thì người ta sẽ giới thiệu những người đến sau, và những người đến sau đấy thì người ta tin người bạn của người ta rồi. Thì là mọi vấn đề là bạn không phải lo về cái vấn đề về lượng khách. Bạn làm tốt, tất cả mọi cái của bạn ok thì khách sẽ tự tìm đến với bạn. Cảm ơn anh rất là nhiều. Em giới thiệu một chút thông tin về mình với cả mọi người nhé. Em tên là Minh, đến từ Hải Dương và em đang làm việc tại Cara Bảo Minh. Em làm ở đây được lâu chưa? Em làm ở đây được gần 1 năm. Gần 1 năm rồi đúng không? Chị thấy em đeo cái đèn, chị thấy giống thợ lặn ấy. Không biết là nếu mà thợ sửa chữa ô tô thì mình cần phải đeo đèn này để làm gì cả? Đeo đèn để chiếu sáng và để mình rõ được. Dạ, em vừa sửa chữa gầm à? Em vừa máy. Phần máy đúng không? Chị hỏi một chút là trước đây thì em có học sửa chữa ô tô ở đâu? Rồi, em học ở trong đại học lại. Đại học ạ. Em mất bao nhiêu năm để có thể hoàn thành xong cái ngành công nghệ ô tô của mình? Mất 4 năm. 4 năm à? Và trong vòng 4 năm đấy thì ở trường em có được thực hành nhiều không? Ở trường thì bọn em đa số sẽ là học lý thuyết nhiều. Học lý thuyết. Thực hành thì rất là ít. Và thực hành ở trong đấy thì chủ yếu là mình chỉ lên là mình nghe và nhìn cái mô hình thôi à? Hay là mình được trực tiếp sửa chữa và thiết bị luôn? Ở trường thì được các thầy dạy về lý thuyết trên slide mô hình đúng không? Slide với cả mô hình thôi đúng không? Vì thế mà sau khi ra trường thì liệu đến lúc em đi ra ngoài em làm ở môi trường thực tế này thì em có bị sốc không? Rất là sốc. Rất là sốc đúng không? Vì đến lúc nhìn vào thì không biết là cái đấy là cái gì. Đến lúc không biết là cái gì luôn. Không biết là cái gì luôn. Thế xong rồi làm sao để em vượt qua được cái giai đoạn thời gian mới ra trường mà em với cái tâm lý mà mình đang bị sốc với môi trường thực tế bên ngoài như thế? Mình phải có đam mê. Đam mê đúng không? Điều đầu tiên là đam mê. Ham học hỏi. Ham học hỏi rồi. Đây, nhiệt huyết trong quá trình làm việc. Đúng rồi. Và vừa rồi thì chị cũng có quan sát em làm việc một lúc ấy, chị thấy là bây giờ cái tay nghề của em hình như cũng đang lên rất là nhanh rồi đúng không? Chị thấy em làm việc rất là nhanh và rất là thành thạo. Thì không biết là sau khi mà ra đây với cái tâm lý mới ra trường mà sốc như thế thì sau khoảng thời gian bao lâu thì em có thể được thành thạo tay nghề như bây giờ? Trong quá trình em làm việc ở đây ấy, thì em mất khoảng nửa năm. Nửa năm để có thể có tay nghề như bây giờ đúng không? Và nếu mà lúc em đi ra đây thì có ai hướng dẫn hay chỉ bảo em thì có thể làm việc không? Bắt đầu thì các anh thợ ở đây cũng nhiệt tình chỉ bảo. Em mới có được như bây giờ. Đây, vậy thì sau cái thời gian mà 4 năm học đại học như thế và chính em là người trải nghiệm thì em đánh giá như thế nào về cái quãng thời gian 4 năm ở trường và quãng thời gian 6 tháng ở đây? Nếu mà đánh giá về 4 năm ở trường thì ở trường gọi là bước đà để bắt đầu bước vào cái ngành sửa chữa ô tô. Ở trường thì mình biết được lý thuyết là nguyên lý hoạt động của các bộ phận. Ra ngoài gara thì
mình được làm trực tiếp và mình được biết là có hoạt động như thế nào rõ hơn và sẽ ở ngoài sẽ nắm bắt được nhanh hơn ở phòng trên trường. Có nghĩa là trong thời gian 4 năm đấy là mình chỉ là nghe và nhìn thôi đúng không? Còn trong 6 tháng mình mới thực chất là mình được sờ và được chạm đến và được trải nghiệm đúng không? Chị cũng biết là có nhiều bạn là học sửa chữa ô tô sau khi ra trường chưa đạt được cái mức lương mà mình mong muốn thì các bạn rất là dễ bị nản. Và em bản thân mình cũng là một người mới ra trường thì với cái lòng nhiệt huyết, đam mê cũng như là cái tinh thần yêu nghề thì em có thể là gửi đến cho các bạn một số lời động viên gì để các bạn có thêm động lực, để thêm yêu nghề và thêm gắn bó với nghề không? Nếu như mà các bạn thực sự yêu nghề thì các bạn nên theo đuổi ngay từ sớm và phải thật ham hò, nhiệt huyết trong tâm, nhiệt huyết có tâm với nghề. Em xin hết ạ. Em xin hết ạ. Các bạn vừa được lắng nghe những chia sẻ chân thật nhất đến từ anh Giang, chủ gara ô tô Bảo Minh. Và mong rằng những lời chia sẻ vừa rồi sẽ là những cái nhìn khách quan nhất, thực tế nhất về mức lương sửa chữa ô tô, cũng như về chặng đường làm sao để tăng lương nhanh nhất trong vòng 1 năm dành cho các thợ sửa chữa ô tô. Bên cạnh đó, chắc hẳn các bạn cũng đã đưa ra được sự lựa chọn dành cho riêng mình là nên học sửa chữa ô tô tại trường hay là học tại gara sửa chữa ô tô đúng không ạ? Và mong rằng với những lời chia sẻ, những lời động viên đến từ anh Giang sẽ là nguồn động lực to lớn giúp các bạn có thêm sức mạnh và đi chặng đường xa hơn với nghề sửa chữa ô tô. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video hôm nay. Và nếu như video ngày hôm nay có hữu ích với bạn, hãy đừng quên ủng hộ Bảo Ngọc cũng như Trường Dạy Nghề Thanh Xuân bằng những lượt like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.